Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, Apple đã chính thức ra mắt phiên bản iOS 13. Và bây giờ thì bọn mình vẫn đang loay hoay để cập nhật lên iOS 13. Có một số những trục trặc một chút đấy. Tuy nhiên trước khi cập nhật lên iOS 13 thì mình có một thông tin tương đối buồn dành cho những bạn nào đang sử dụng iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus. Đó là hai thiết bị này sẽ không được cập nhật lên iOS 13 đấy. Mặc dù là iPhone SE thì có được cập nhật lên iOS 13, nhưng mà rất tiếc iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus thì lại không có được điều này. Đấy, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus để xem trong suốt cái vòng đời của nó đã làm được những cái gì nhá. iPhone 6 và iPhone 6 Plus được ra mắt vào tháng 9 năm 2014, nghĩa là tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 3 tháng nữa thôi là iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus sẽ có một cái vòng đời rơi vào khoảng 5 năm. Đó, 3 tháng nữa thôi là 5 năm. Vì thực ra ấy, là 3 tháng nữa thì iOS 13 mới chính thức được tung ra. Còn rạng sáng nay thì Apple mới tung ra cái phiên bản iOS 13 beta thôi. Đấy. Còn nếu mà chúng ta tính về cái vòng đời của iPhone 6 và iPhone 6 Plus thì đến đời iPhone 10S, 10S Max bây giờ thì mới là cái đời thứ tư sau cái iPhone 6 và iPhone 6 Plus này thôi. Đấy, vậy thì cái năm mà nó ra mắt nó gợi cho mình những cái kỷ niệm gì? Thứ nhất đó là iPhone 6 và iPhone 6 Plus, cái thời điểm năm 2014 nó ra mắt ấy, là cái thời điểm mình chưa làm review. Và lúc đó thu nhập của mình cực kỳ thấp. Các bạn tưởng tượng là mơ ước lấy một cái con iPhone 6 với iPhone 6 Plus lúc đó nó rất khó luôn. Giá nó rất cao. Và iPhone 6 và iPhone 6 Plus là cái năm đầu tiên mà Apple tung ra hai sản phẩm iPhone trong cùng một năm. Đó, các bạn tưởng tượng là khi mà Apple nói về iPhone 6 nhé, xong rồi người dùng người ta đang chờ đợi, thì tự nhiên luôn luôn có một cái câu quen thuộc, đó là one more thing, nghĩa là còn một điều nữa, và iPhone 6 Plus xuất hiện. Lúc đó các bạn tưởng tượng là chúng ta đang từ iPhone 5S, một cái sản phẩm màn hình rất bé, chỉ khoảng 4 inch thôi, chúng ta lên một cái sản phẩm iPhone 6 màn hình 4,7 inch, nó đã kinh khủng lắm rồi. Thế còn lên đến iPhone 6 Plus thì sao? Màn hình 5,5 inch lúc đó là thực sự là ngoại cỡ đối với những người dùng nào mà đã từng sử dụng những cái thiết bị iOS ngày xưa. Đấy, các bạn tưởng tượng là lúc đó là cái iPhone 6 Plus ấy, nó giống như kiểu là một cái chiếc điện thoại để cạnh tranh với cả dòng Samsung Galaxy Note ấy. Đó. Và khi cái bộ đôi sản phẩm này ra thì nó đón nhận được rất nhiều các cái ý kiến khác nhau. Có người thì nói rằng là cái anten của nó để xấu quá. Có người thì nói rằng là cái camera của nó cực kỳ lồi, nhìn không được chấp nhận được, bởi vì là camera của iPhone 5S có lồi đâu. Nhưng cuối cùng thiết kế của nó vẫn được người dùng đón nhận, và sau này cái thiết kế của nó lại thành trend để cho rất nhiều hãng khác học tập theo. Và Apple đã giữ cái thiết kế này rất lâu, lên đến iPhone 6S, 6S Plus vẫn ngôn ngữ thiết kế đó. Lên 7 với cả 7 Plus thì may ra 7 Plus thì có thêm bộ đôi camera kép ở phía sau. Đấy, nhưng mà ngôn ngữ thiết kế cái mặt trước thì cũng vẫn là như vậy thôi. Lên iPhone 8 thì thay đổi một tí kính. Nghĩa là cái ngôn ngữ thiết kế này của iPhone 6 và iPhone 6 Plus được Apple duy trì rất lâu. Và thực sự chúng ta có thể nói rằng là iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus là một trong những huyền thoại của Apple. Cái thời điểm iPhone 6 và iPhone 6 Plus ra mắt ấy, thì iPhone 6 là sản phẩm bán chạy hơn iPhone 6 Plus, bởi vì lúc đó là người dùng chưa quen, đặc biệt là người dùng sử dụng các thiết bị iOS trước, người ta chưa quen sử dụng một cái sản phẩm màn hình nó quá to như là iPhone 6 Plus, nên là người ta mua iPhone 6 rất nhiều. Nhưng mà sau này khi người ta đã sử dụng quen những cái sản phẩm màn hình to của Apple rồi thì bắt đầu sang iPhone 6S và iPhone 6S Plus thì người ta lại lựa chọn iPhone 6S Plus nhiều hơn. Thế còn trong cái vòng đời của iPhone 6 và iPhone 6 Plus nó gặp cái phốt gì không? Đó chính là phốt bị bẻ cong. Đó, nó bị phốt bị bẻ cong, nghĩa là sao? Nghĩa là cái nhôm của iPhone 6 và iPhone 6 Plus nó rất là dẻo. Và ở trên mạng đã có rất là nhiều những bài test bẻ cong nó cực kỳ dễ dàng luôn. Thực ra ấy, là kể cả chúng ta cố gắng sức để mà bẻ thì cái nào nó cũng có thể cong hết. Nhưng mà cái việc iPhone 6 và iPhone 6 Plus quá dễ bị bẻ cong khiến cho người dùng lúc đó rơi vào trạng thái tương đối hoang mang. Và người Mỹ người ta đút điện thoại vào trong túi quần chật, đặc biệt là túi quần bò rất là nhiều. Và hiện tượng iPhone 6 Plus bị bẻ cong, nghĩa là bị cong sau khi đút vào túi quần xảy ra rất thường xuyên. Và nếu mà hiện tượng này xảy ra thì cái cảm ứng của nó sau này sẽ gần như không thể phục hồi lại được. Đấy, và đó chính là cái phốt lớn nhất của iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus. Thế xong sau này thì Apple đã khắc phục cái điều đó bằng việc trang bị cái nhôm siêu cứng series A7000 ở trên iPhone 6S và iPhone 6S Plus. Nhưng mà cái nhôm đó lại không bám sơn và nó khiến cho iPhone 6S và iPhone 6S Plus bị cái lỗi
chóc sơn ra. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với iPhone 6 và iPhone 6 Plus. Thì với cái cấu hình thời điểm mà nó ra, hai sổ này gần như là có cấu hình như nhau. Đấy, đều có RAM 1GB, đều có con chip Apple A8. Đấy, và cái iPhone 6 Plus thì là một cái phiên bản nên là chỉ là phóng to hơn về mặt màn hình này, về mặt kích thước, về mặt độ phân giải, rồi là pin của nó sẽ trâu hơn thôi, chứ còn không có sự khác biệt về RAM giống như 77 Plus, cũng như là không có sự khác biệt về camera kép giống như 77 Plus. Nên là lúc đó người dùng người ta vẫn có nghĩ là thôi mua iPhone 6 cho nó tiết kiệm cũng được. Ở thời điểm hiện tại thì mình thấy là cái con chip Apple A8 của iPhone 6 và iPhone 6 Plus vẫn là những cái con chip tốt. Tuy nhiên cái điểm khiến cho iPhone 6 và iPhone 6 Plus bị khựng lác bây giờ đó chính là nằm ở RAM. Bởi vì RAM 1GB ở thời điểm hiện tại là đã rất lác và giật rồi. Cái này là cái mà chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau, đúng nào? Đấy, cũng là con chip Apple A8, nhưng nếu các bạn đang sử dụng những cái sản phẩm kiểu như là iPad mini 4 chẳng hạn, các bạn sẽ cảm thấy là nó mượt mà hơn iPhone 6 và iPhone 6 Plus khá nhiều. Đấy, mặc dù là iPad mini 4 ấy thì nó cũng không phải là một sở nó quá mượt mà đâu, nhưng chính vì nó có 2GB RAM nên là nó mượt mà hơn iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus khá nhiều. Đó là những cái mà mình muốn hồi tưởng lại về iPhone 6 và iPhone 6 Plus một chút thôi. Chứ còn về các cái thông số khác của nó thì các bạn cũng biết hết rồi đấy. Đấy, thậm chí là đến tận bây giờ khi mà iPhone 8 ra mắt cái đây một năm thôi, nó vẫn sử dụng cái màn hình 4.7 inch, độ phân giải vẫn chỉ là HD cộng một tí thôi. Đấy, vẫn như là iPhone 6, và thậm chí là iPhone 10R còn không có độ phân giải cao bằng iPhone 6 Plus cơ. Đấy, có những cái điểm mà trong quá trình mình làm review ấy, ngày trước mình cảm thấy đó là cái thời điểm mình làm review là năm 2015, là cái thời điểm mà mình cũng rất muốn có một chiếc iPhone 6 với cả iPhone 6 Plus để sử dụng, nhưng mà như đã nói đầu video mình không có tiền để mua. Và lúc đó mình đi đám cưới một người bạn của mình ấy, mình thấy bạn mình nó cầm một cái iPhone 6 Plus giá nó mua 22 triệu lên cầm quay rồi, đẹp lắm và cảm thấy nó rất là sang trọng. Nhưng mà bây giờ thì nó lại cùi bắp rồi. Đó. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về iPhone 6 với iPhone 6 Plus, và các bạn cảm thấy sao về việc là hai sổ này đã chính thức bị khai tử cả về mặt phần mềm lẫn về mặt phần cứng rồi. Bây giờ thì Apple không bán hai cái sổ này nữa, chủ yếu là bán các cửa hàng bây giờ bán là theo kiểu dạng xả hàng tồn kho, hàng mới thôi. Đấy, thì các bạn cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhé. Còn lại thì nếu mà các bạn không mua iPhone 6 và iPhone 6 Plus bây giờ thì các bạn có thể mua những sản phẩm kiểu như iPhone SE chẳng hạn, vẫn được cập nhật lên iOS 13, hoặc là những sản phẩm cao hơn nó, ví dụ như 77 Plus, 88 Plus, hoặc là iPhone 10, iPhone 10R, vân vân, những sản phẩm iPhone đời mới hiện tại tại Di Động Thông Minh. Đó, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.